Vừa qua, một xà lan dài gần 98 mét có công suất chứa tối đa 30.000 thùng dầu đã đâm vào một cây cầu ở thành phố đảo Galveston, phía đông bang Texas. Hơn 7.500 lít dầu có thể đã tràn ra vịnh Mexico. Vụ việc không gây thương vong, song làm sập một phần cây cầu, gây gián đoạn giao thông trên tuyến đường bộ duy nhất từ Galveston đến đảo Pelican. Theo lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ, điểm rò rỉ từ xà lan đã được khắc phục, các loại rào chắn đã được sử dụng để ngăn chặn dầu loang rộng. Tuyến đường nội thủy vịnh Mexico cũng được đóng cửa để khắc phục sự cố. Đến nay, lực lượng này đã thu vớt được hơn 1.800 lít dầu lẫn nước từ trên biển và hơn 21.000 lít dầu rò rỉ trên nắp thùng chứa trên xà lan chưa tràn xuống biển. Các nhóm bảo tồn đại dương lo ngại vụ tràn dầu tác động đến các cộng đồng ven biển, động vật hoang dã và vùng biển trong khu vực. Tuy nhiên, một số chuyên gia đánh giá vụ việc không gây nhiều hậu quả lâu dài.